Sabe lá, não? Sao hả? Em đi lên phố chị. Này em đứng em hơi bị trờm đúng không? Ráng đi. Ráng hết kênh đi rồi cái chỉnh lại. Lại ra không cho nằm vừa ngồi. Dắt cho tới năm nay. Quay sóng kìa, em tắt video á. Em chụp cái ngón tay chị cái nha. Zoom gần lại cái chụp cái. Anh nhìn bé Linh quay cái rồi bữa sau tập dạ. Quay em này dạ. Quay cuối tháng có tiền đó dạ. Mình đăng lên YouTube rồi chị. Đấy là chị nói em á dạ. Em quay cuối tháng chị có thưởng tiền đó dạ. Chị đăng lên mà chị có tiền mà em có tiền á dạ. Cái chi mình cũng phải biết.
đi trời. Được rồi là em tự động tắt. Hiểu không?